xe máy lao vào gầm xe tải như phim hành động và cái kết bất ngờ được camera ghi lại. Gần đây, một camera của nhà dân đã ghi lại cảnh tai nạn giao thông xảy ra như trong phim hành động. Vụ tai nạn khiến người dân ven đường thét lên với giọng sợ hãi. Clip vụ tai nạn được một thành viên nhóm Facebook chia sẻ cho thấy. Trong khi chưa qua gầm xe tải, tài xế điều khiển xe máy trượt trên đường va vào giải phân cách nhưng sau đó có thể ngồi dậy. Chiếc xe tải sang đường bất thường khiến tài xế xe máy phanh gấp, mất lái trượt ngã lao qua gầm xe tải. Đoạn clip thu hút nhiều bình luận, phần lớn các ý kiến đánh giá lái xe tải chuyển hướng sang đường bất ngờ, thiếu an toàn khiến tài xế xe máy trở tay không kịp. Một số bình luận cho rằng tài xế máy gặp nạn như trong phim hành động và may mắn thoát đại nạn, thật may mắn cho người đàn ông này. Còn ý kiến của các bạn khán giả túp lều bí ẩn cảm thấy thế nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết với nhé!